Quý vị và các bạn thân mến, hàng ngày thông qua các phương tiện thông tin, chúng ta vẫn thường biết về những tai nạn xảy ra với trẻ em như là đuối nước, tai nạn điện, bị kẻ xấu dụ dỗ hay là bắt cóc tống tiền. Có khi nào bạn giật mình tự hỏi, nếu gặp phải những tình huống đó thì con mình sẽ xử lý ra sao chưa? Bộ sách Kỹ năng thoát hiểm cho bé yêu gồm 6 tập mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây sẽ vô cùng hữu ích. Bộ Kỹ năng thoát hiểm cho bé yêu của nhóm tác giả Ngô Thị Thanh Tiên, tiến sĩ tâm lý học Lê Thị Linh Trang, minh họa Huỳnh Thị Thanh Hiền, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2018. Sách được viết bằng song ngữ Anh Việt với ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, hình ảnh minh họa bắt mắt, phù hợp với trẻ em. Mỗi tập sách đề ra tình huống giả định và hướng dẫn một hoặc hai kỹ năng thoát hiểm cho bé. Cụ thể, tập 1: Thoát hiểm khi gặp người lạ. Tập này đặt ra tình huống trẻ đang đi trên đường thì bị người lạ bám theo. Tình huống có người lạ mặt xuất hiện khi trẻ ở nhà một mình và hướng dẫn bé cách xử lý. Tập 2: Thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, động đất. Tập này hướng dẫn kỹ cho trẻ biết những việc cần làm, những việc không được làm để bản thân được an toàn khi xảy ra hỏa hoạn hoặc động đất. Tập 3: Thoát hiểm khi bị bắt nạt, tống tiền. Tác giả đã giả định tình huống bé bị bắt nạt ở trường hoặc bị tống tiền khi đang trên đường đi học và hướng dẫn chi tiết cách xử lý. Tập 4: Thoát hiểm khi bị lạc, bị chó tấn công. Nội dung tập này hướng dẫn cho bé cách xử lý khi bị lạc ở siêu thị, cách bình tĩnh xử lý, đánh lạc hướng khi bị chó tấn công. Tập 5: Thoát hiểm khi gặp bão lụt, mưa dông. Tập này giúp bé nhận biết những nguy hiểm khi mưa dông, mưa đá và cách bảo vệ bản thân an toàn, hướng dẫn cách thoát hiểm khi gặp bão lụt. Tập 6: Thoát hiểm khi bị kẹt trong đám đông và kẹt trong thang máy. Đọc tập này, bé sẽ biết quan sát cách xử lý tình huống khi xảy ra tình trạng hỗn loạn trong thang máy, tình trạng thang máy bị kẹt hoặc kỹ năng giảm thiểu thương tích khi không may thang máy bị rơi tự do. Tập 7: Thoát hiểm khi gặp tai nạn với nước. Tập này hướng dẫn trẻ cách xử lý khi không may bị rơi xuống nước hoặc tình huống bị xoáy vào dòng chảy xa bờ khi tắm biển. Các bạn thân mến, mỗi đêm trước khi đi ngủ hoặc tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cha mẹ nên dành thời gian từ 15 đến 20 phút để cùng con đọc, nghiền ngẫm và thảo luận với nhau về nội dung sách, về kỹ năng thoát hiểm. Dần dần thì các kỹ năng ấy sẽ được các bé ghi nhớ và ăn sâu vào tiềm thức, trở thành phản xạ tự nhiên khi gặp sự cố. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sách với đời sống cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.